Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu một trong những mẫu xe C Sport hay còn gọi là mẫu CH Bách đấy ạ. Đẹp nhất trong phân khúc hay thậm chí là còn đẹp nhất thế giới năm 2020 vừa rồi. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 Sport hay còn gọi là Mazda 3 Hatchback đấy ạ. Vâng, xe thì được Thaco phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là bản đi ngày trước thì chúng ta có bản Deluxe nhá. Nhưng hiện tại thì bây giờ chúng ta chỉ còn phân phối là từ bản trung cấp trở lên thôi. Đó chính là bản Luxury đang được phân phối là 649 triệu, chương trình quá là tốt luôn. Và thứ hai là một bản nữa là bản Premium là 709 triệu. Đó, các bạn không nghe nhầm đâu, 649 và 709 cho hai bản full option luôn ạ. Đấy. Xe thì được trang bị là mâm lên tới là 18 inch, hệ thống đèn full LED. Và mặt trước đây các bạn nhìn đây, cực kỳ thể thao, hệ thống logo 3D này, đấy, mặt ca lăng sao rơi này, nó quá là mê man luôn, cặp đèn thì theo thiên hướng của BMW nhé. Xin lỗi các bạn, nhịu quá. Tôi cùng các bạn đi ra phía sau của xe một chút này để các bạn có thể nhìn ngắm được những cái đường nét của chiếc xe này, quá là đẹp luôn. Đấy, ở đằng sau là các cái đường cong bo vuốt rất là đẹp, hệ thống đèn chiếu hậu này mọi người nhìn có thể mê man luôn, cặp đèn đôi như kiểu Ferrari luôn ạ. Đấy, hệ thống hai ống xả nhé. Đấy, cốp thì cực kỳ rộng luôn. Đây, toàn bộ là full cảm biến nhé mọi người nhé, cảm biến trước sau trái phải luôn. Đây, cốp rất là rộng đấy. Hai cặp bộ đôi thể thao. Chúng ta cùng đi vào bên trong của chiếc xe một chút nhé để thấy được cái nội thất của chiếc xe như nào. Mazda 3 thì phải nói là đẹp từ trong trứng lẫn ngoài trứng luôn mọi người ạ. Đây, mọi người có thể nhìn thấy màn hình digital này, hệ thống cửa sổ trời này, gương gần như là tràn viền luôn. Đấy, quá đẹp, không còn từ gì để diễn tả được rồi. Trang bị lên tới là 7 túi khí trong phân khúc luôn ạ. Đấy, thì để biết được chi tiết chương trình khuyến mại cho từng phiên bản như nào và quà tặng như thế nào đó thì hãy liên hệ với chúng tôi để biết được thêm chi tiết, và chúng tôi sẽ hỗ trợ và gọi điện lại cho các bạn tại tất cả các khu vực nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.